Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 trang 13 đến trang 16 tuần 19 bài 2 Bác sĩ của nhân dân, sách Chân trời sáng tạo. Khởi động, nói điều em biết về công việc của những người trong ảnh dưới đây. Như vậy các em hãy quan sát những cái ảnh dưới đây thì chúng ta thấy ở đây là những cái công việc của những người trong tức là ở đây công việc của những người trong ảnh đây là bác sĩ, rồi y tá thì họ là những cái làm những cái việc như là chẩn đoán này, rồi chữa bệnh cho bệnh nhân. Như vậy công việc của những người trong ảnh là bác sĩ, y tá, họ là những họ làm những cái công việc như là chẩn đoán, chữa bệnh cho bệnh nhân. Tiếp theo khám phá và luyện tập đọc bác sĩ của nhân dân. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Sinh thời ông có công rất lớn trong việc tìm ra cách phòng và chữa bệnh lao phổi. Dù ở đâu, bất cứ lúc nào người bệnh cần, ông đều có mặt để thăm khám và chữa trị kịp thời. Không ít lần, ông đã tự tiếp máu của mình cho người bệnh. Hình ảnh quen thuộc thân thương của ông trong chiếc áo choàng trắng với ống nghe, ân cần thăm hỏi từng bệnh nhân, túc trực bên giường những người bệnh nặng, còn mãi trong tâm trí đồng nghiệp. Mọi người gọi ông là bác sĩ của nhân dân. Nhiều bệnh viện, trường học và các công trình trên mọi miền đất nước được vinh dự mang tên ông. Từ năm 2009, tên của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được đặt cho giải thưởng nhằm vinh danh những y bác sĩ trẻ tích cực học tập, không ngừng rèn luyện và cống hiến cho ngành y tế nước nhà. Minh Đức. Thì các em quan sát hình ở đây là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, sinh năm 1909 và mất năm 1968. Tiếp theo, những cái từ ngữ có trong bài đọc. Phạm Ngọc Thạch là bác sĩ có nhiều cống hiến cho y học, được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1997. Sinh thời, tức là lúc còn sống, túc trực là có mặt thường xuyên ở bên cạnh, cống hiến là đóng góp to lớn, quý giá. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1, đoạn đầu tiên của bài đọc cho biết bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là người như thế nào. Thì các em đọc lại đoạn đầu tiên của bài đọc. Đoạn đầu tiên của bài đọc cho biết bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Tiếp theo hai nhỏ, tìm những chi tiết cho thấy bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hết lòng với công việc. Những chi tiết cho thấy bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hết lòng với công việc đó là dù ở đâu, bất cứ lúc nào bệnh nhân cần thì ông đều có mặt để mà thăm khám và chữa trị kịp thời. Không ít lần ông đã tự tiếp máu của mình cho người bệnh, ân cần thăm hỏi từng bệnh nhân, túc trực bên giường những người bệnh nặng. Tiếp theo câu 3, những hình ảnh nào của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch còn mãi trong tâm trí đồng nghiệp? Thì hình ảnh quen thuộc thân thương của ông trong chiếc áo choàng trắng với ống nghe, ân cần thăm hỏi từng bệnh nhân, túc trực bên giường của những người bệnh nặng còn mãi trong tâm trí đồng nghiệp. Tiếp theo câu 4, theo em vì sao mọi người gọi Phạm Ngọc Thạch là bác sĩ của nhân dân? Thì mọi người gọi Phạm Ngọc Thạch là bác sĩ của nhân dân vì ông có nhiều cống hiến cho y học, hết lòng vì người bệnh, tận tâm với nghề, là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ thầy thuốc ở Việt Nam. Tiếp theo câu 5, việc lấy tên của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đặt cho giải thưởng nhằm vinh danh những y bác sĩ trẻ nói lên điều gì?
thì việc lấy tên của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đặt cho giải thưởng nhằm vinh danh những y bác sĩ trẻ cho thấy công lớn to lớn, công ơn lớn lao của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch với ngành, với cái nền y học Việt Nam. Ông xứng đáng là tấm gương sáng về sự tích cực, không ngừng rèn luyện và cống hiến cho tất cả các bác sĩ thế hệ sau noi theo. Tiếp theo nói và nghe. Nghe kể câu chuyện về lòng nhân ái. Một, kể chuyện sự tích Hồ Ba Bể, truyền cổ tích Việt Nam. Như vậy, ở câu số 1 này chúng ta sẽ nghe kể chuyện sự tích Hồ Ba Bể. Ngày xưa ở xã Nam Mẫu thuộc tỉnh Bắc Cạn có phong tục mở hội cầu Phật vào dịp đầu năm. Dân làng ăn mặc đẹp đẽ nô nức lên chùa thắp hương, khấn vái mong được nhiều điều may mắn. Một hôm bỗng có một bà lão ăn xin từ đâu tới, trông bà già thật đáng sợ, thân hình bà gầy gò, lở loét, quần áo bẩn thỉu bốc mùi hôi. Vừa đi bà vừa thều thào xin ăn, tôi đói quá mong các ông các bà làm phúc. Mọi người sợ hãi xua đuổi bà ra khỏi đám đông. Bà lão Lê bước tới ngã ba thì gặp hai mẹ con cậu bé đi chợ về. Thấy bà lão ăn xin tội nghiệp, người mẹ đưa bà về nhà, lấy cơm cho ăn rồi mời nghỉ lại qua đêm. Đến khuya hai mẹ con nhìn ra chỗ bà già nằm thì thấy sáng rực lên, một con dao lông khổng lồ, đầu gác lên xà nhà, đuôi thò xuống đất đang cuộn mình nơi góc nhà. Hai mẹ con kinh hãi rụng rời đành nhắm mắt nín thở nằm im phó mặc cho số phận. Sáng ra họ chẳng thấy con sao lông đâu cả. Trên chõng vẫn là cụ bà, ăn xin nớm yếu lở loét. Bà cụ đang chuẩn bị đi, vẫy người mẹ lại gần, bà bảo rằng vùng này sắp có lụt lớn và đưa cho một gói tro bếp, dặn đem rắc quanh nhà. Nghe vậy người mẹ lo lắng hỏi làm thế nào để cứu người bị nạn. Bà cụ nhặt hạt thóc cắn vỡ ra rồi đưa hai mảnh vỏ tráo và dùng nó để làm việc thiện. Vụt một cái bà cụ biến mất, hai mẹ con bàng hoàng không xiết. Người mẹ vội mang chuyện kể cho dân làng nghe nhưng chẳng ai tin cả. Quả nhiên tối hôm đó lúc mọi người đang lễ bái thì một cột nước dưới đất phụt mạnh lên, nước phun lên đến đâu, đất lở đến đấy, dân làng kinh hoảng chen nhau chạy thoát thân. Bỗng một tiếng ầm rung chuyển mặt đất, nhà cửa và muôn vật trong phút chốc chìm sâu biển nước. Riêng ngôi nhà của hai mẹ con tốt bụng vẫn khô ráo nguyên vẹn và nước ngập tới đâu là nền nhà lại nâng lên tới đó. Người mẹ xót xa trước thảm cảnh, sực nhớ lời bà lão dặn, liền thả hai mảnh vỏ trấu xuống nước. Kỳ lạ thay, chúng biến thành hai chiếc thuyền độc mộc. Thế là, mặc gió lớn mưa to, hai mẹ con ra sức cứu vớt người bị nạn. Khi nước rút, chỗ đất bị sụp xuống biến thành Hồ Ba Bể, còn nền nhà của hai mẹ con thành chiếc gò nổi giữa hồ, nay được người dân gọi là Gò Bà Quá. Như vậy các em vừa nghe sự tích Hồ Ba Bể. Rồi các em ghi chép lại các sự việc chính của câu chuyện. Bà lão đến ăn xin ở lễ hội cầu Phật nhưng không ai cho. Rồi tiếp theo thì là hai mẹ con bà Góa cho bà ở lại và được bà cảnh báo chỉ cách tránh lũ lụt. Hai mẹ con thoát chết nhờ những cái vật mà bà lão để lại, họ chèo thuyền đi cứu dân làng. Rồi vùng đất bị sụp lở ấy hiện nay biến thành một cái hồ rộng lớn gọi là Hồ Ba Bể. Còn cái nền nhà của hai mẹ con nổi lên như một cái gò ở giữa hồ, dân làng gọi là Gò Bà Quá. Rồi ba nhỏ kể lại câu chuyện dựa vào nội dung đã ghi chép. Bốn nhỏ trao đổi với bạn. Hai mẹ con đã làm những việc gì khi gặp bà lão, những việc làm đó nói lên điều gì? Rồi những cái việc làm của hai mẹ con với dân làng khi trận lụt xảy ra có ý nghĩa như thế nào? Theo em câu chuyện nói lên điều gì?
thì chúng ta sẽ trao đổi với bạn. Tiếp theo phần viết, quan sát tìm ý cho bài văn miêu tả cây cối. Một nhỏ, đọc bài văn sao và trả lời câu hỏi. Sầu riêng. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam, hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tàn trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi của mít chín quyện với hương bưởi béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn, hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vảy cá, hào hào giống cánh sen non. Lác đác vài nhụy li ti giữa cánh hoa, mỗi cúng hoa ra một trái, mùa trái rộ vào tháng 4, tháng 5 ta. Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Thân nó thẳng khiêu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cây dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng hơi khép lại tưởng như lá héo, vậy mà khi trái chín thì hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê, theo Mai Văn Tạo. Như vậy chúng ta vừa đọc bài văn sầu riêng, rồi các em hãy trả lời câu hỏi. A. Tác giả sử dụng những giác quan nào để mà quan sát cây sầu riêng? B. Với mọi giác quan thì tác giả đã cảm nhận được điều gì? Như vậy tác giả đã dùng những cái giác quan đó là khứu giác, vị giác và thị giác. Khứu giác thì sầu riêng thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí, hương ngào ngạt xộc vào cánh mũi, thơm mùi mít chín quyện với hương bưởi, hoa sầu riêng thơm ngát như là hương cao, hương bưởi lan tỏa khắp khu vườn. Rồi vị giác thì sầu riêng béo của trứng gà, vị ngọt của mật ong già hạn và vị ngọt đam mê. Thị giác thì hoa sầu riêng đậu từng chùm màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ lác đác nhị li ti giữa những cánh hoa, thân cây thì thẳng thiêu, cao vút, cành ngang thẳng đột, lá nhỏ xanh vàng hơi khép lại tưởng như lá héo. Tiếp theo hai nhỏ, quan sát một cái cây bóng mát được trồng ở trường hoặc là nơi mở. Và chúng ta sẽ ghi chép lại những điều em quan sát được, chú ý. Ở đây chúng ta có phần gợi ý. A. Trao đổi với bạn là em chọn quan sát cây gì, cây được trồng ở đâu, em quan sát cây vào thời điểm nào, vì sao, em lựa chọn vị trí nào để quan sát cây, em có thể dùng những giác quan nào để quan sát. Rồi B nhỏ là trình tự quan sát phù hợp. Cách 1 đó là chúng ta sẽ quan sát những cái đặc điểm nổi bật, cành, lá, hoa, quả. Rồi cách 2 là từng thời kỳ phát triển của cây, ví dụ như là cây mới trồng như thế nào, cao lớn rồi, ra hoa. Hoặc là từng mùa trong năm, ví dụ mùa xuân như thế nào, mùa hạ như thế nào, mùa đông, mùa thu và mùa đông như thế nào. Như vậy chúng ta hãy cùng quan sát một cái cây bóng mát được trồng ở trường hoặc là nên em mở, và chúng ta lại chép lại, ghi chép lại những điều chúng ta quan sát được theo những gợi ý ở trên đây. Rồi cuối cùng là phần vận dụng, chúng ta sẽ thi tìm những cái từ ngữ tả màu sắc hình dáng của cây. Rồi nói một hai câu tả về một cái loại lá em và một loại lá cây em biết. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Tôi chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.